Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin dự báo giá vàng tuần tới từ ngày 11 tháng 3 đến ngày 17 tháng 3 năm 2024. Mình phải cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, thị trường vàng thế giới vừa kết thúc tuần giao dịch biến động trong phạm vi rất rộng với xu hướng tăng cực sốc. Nhưng điều đặc biệt, kim loại quý đã thoát được vùng kháng cự mạnh 2.150 đô la Mỹ một ao. Với việc giá vàng tăng ấn tượng kéo dài 7 ngày, đẩy giá lên mức cao nhất mọi thời đại là 2.200 đô la Mỹ, thị trường vàng có thể sẽ chứng kiến một số sự củng cố trong thời gian tới. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích đồng ý rằng đây không phải là dấu chấm hết cho xu hướng tăng giá của vàng. Tính chung cả tuần vừa qua, giá vàng thế giới ghi nhận mức tăng mạnh 97 đô la Mỹ một ao với tỷ lệ 4,5%. Tuần trước, phần lớn các nhà phân tích đều nhận định tuần này giá vàng sẽ tăng. Như vậy, nhận định của họ đưa ra một lần nữa rất chính xác. Còn là tại thị trường trong nước, nhà đầu tư đã chứng kiến một tuần giá biến động trong vùng rộng và tăng như vũ bão. Qua đó, giá vàng miếng ghi nhận mức tăng 1.700.000 đồng một lượng, trong khi giá vàng nhẫn vô số 9 ghi nhận mức tăng rất khủng 3.100.000 đồng một lượng. Hiện giá vàng thế giới đang thấp hơn 16.900.000 đồng một lượng so với giá vàng miếng và 4.500.000 đồng một lượng so với giá vàng nhẫn bô số 9. Lượng vàng nắm giữ của SPDR, quỹ tín thác vàng lớn nhất toàn cầu hiện nay là 815,13 tấn vàng. Trong tuần, quỹ ETF này giao dịch tất cả là 4 phiên với cả 4 phiên bán ra tổng cộng 8,64 tấn. Trong 2 tuần trở lại đây, quỹ ETF này đã bán ròng gần 14 tấn vàng. Trên đây là một số thông tin về giá vàng trong tuần vừa qua. Sau đây là những diễn biến cũng như phân tích nhận định về giá vàng của các chuyên gia trong tuần tới. Mời các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Thưa các bạn, sau mức giá cao nhất mọi thời đại vào thứ 6 tuần trước trong mức đóng cửa hàng tuần, vàng đã tăng ngay từ mức nó đã dừng lại trong tuần này, thiết lập nhiều mức cao nhất mọi thời đại ở cả thị trường giao ngay và thị trường tương lai, bất chấp lời phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed ông Powell tại phiên điều trần trước Quốc hội và mức cao nhất mọi thời đại của thị trường chứng khoán và đồng Bitcoin. Vàng giao ngay bắt đầu giao dịch trong tuần ở trên mức 2.080 đô la và không bao giờ chạm đến mức đó nữa khi tăng vọt lên trên 2.119 đô la vào phiên ngày hôm thứ Hai, 2.135 đô la Mỹ vào phiên ngày hôm thứ Ba, 2.150 đô la vào phiên ngày hôm thứ Tư và 2.162 đô la Mỹ vào phiên ngày hôm thứ Năm, trước khi thiết lập mức cao mới là 2.195,23 đô la Mỹ một ao ngay sau buổi trưa vào phiên ngày hôm thứ Sáu. Cuộc khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kiko News cho thấy tâm lý tăng giá trong tuần này đã hoàn toàn chiếm ưu thế ở trên phố Wall, cả trên thị trường bán lẻ. Với phần lớn, những người được khảo sát ở cả hai phe đều nhận thấy vàng tăng hoặc có xu hướng đi ngang vào tuần tới. Ông Adrian Day, chủ tịch của Adrian Day Asset Management dự báo, vàng sắp phải tạm dừng, nhưng động lực đang đến với vàng và những người mua mới, ngoài các ngân hàng trung ương, cuối cùng cũng đang được tham gia vào thị trường. Với sự thiếu tiếp cận đáng kể của hầu hết các nhà đầu tư ở phương Tây, các nhà bán lẻ và các tổ chức, động thái này có thể có hiệu quả. Ông Ole Hansen, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại ngân hàng Saxo Đan Mạch cho biết, ông là một trong số những nhà phân tích có quan điểm giảm giá trong tuần này. Ông nói, vàng sẽ giảm giá vào tuần tới vì kim loại quý này hiện đang rất cần được củng cố sau khi tăng trước thời hạn. Ông Sialuk, đồng giám đốc phòng ngừa rủi ro thương mại tại Watchardin tin rằng, tất cả các dấu hiệu đều cho thấy đợt phục hồi này được thúc đẩy bởi hoạt động mua có chủ quyền. Ông nói, Trung Quốc chỉ đang âm thầm củng cố thị trường, bổ sung vào nguồn dự trữ. Rất nhiều ngân hàng trung ương mua vào, không chỉ bởi họ mà còn bởi những người khác để hỗ trợ đồng tiền của họ. Tôi nghĩ chuyện đó đang diễn ra. Có rất nhiều điều không chắc chắn trên toàn cầu ở đây. Tôi phải nghĩ đó là một phần quan trọng của nó, bởi vì cổ phiếu đang ở mức cao nhất mọi thời đại và vàng cũng đang ở mức cao nhất mọi thời đại. Tuần này, có 14 nhà phân tích đã tham gia cuộc khảo sát vàng hàng tuần của hãng tin Kiko News. Có 6 chuyên gia, tương đương với 43% dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, với một tỷ lệ tương đương có ý kiến trung lập. Chỉ có 2 nhà phân tích,
chiếm tỷ lệ 14% dự đoán giá kim loại quý sẽ giảm. Trong khi đó, có 296 phiếu bầu đã được bỏ trong các cuộc thăm dò trực tuyến trên thị trường. Trong số này, có 173 nhà đầu tư bán lẻ, tương đương với 58% cho biết giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. 67 người khác, tương ứng với 23% dự đoán giá vàng sẽ giảm. Trong khi 56 người còn lại, tương đương với 19% cho rằng giá vàng sẽ đi ngang. Thưa các bạn, dữ liệu lạm phát của Mỹ một lần nữa sẽ chiếm vị trí trung tâm khi báo cáo CPI và PPI của tháng 2 lần lượt sẽ được công bố trong phiên ngày hôm thứ 3 và thứ 5, sẽ mang đến cho những người tham gia thị trường một cơ hội cuối cùng để làm bất lợi quan điểm của Fed trước cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang vào tuần sau. Các thị trường cũng sẽ theo dõi báo cáo doanh số bán lẻ và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần vào phiên ngày hôm thứ 5, cũng như bản công bố dữ liệu sản xuất MPRI vào phiên ngày hôm thứ 6 và cuộc khảo sát tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan. Ông Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Bacha cho rằng vàng có thể sẽ có một đợt thoái lui. Ông nói, tôi có thể hơi vội vàng một chút, nhưng có vẻ như vàng tháng 4 có thể sẽ chuyển sang xu hướng giảm trong ngắn hạn trên biểu đồ thanh hàng ngày vào phiên ngày hôm thứ 6 hoặc đầu tuần tới. Dữ liệu việc làm tháng 2 của Hoa Kỳ đã cao hơn kỳ vọng. Những người đứng đầu đàm phán bây giờ sẽ tranh luận về các con số và sửa đổi cho tháng tới. Về cơ bản, Chủ tịch Fed ông Powell đã nói rằng ông không mong đợi việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 3 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang vào ngày 19 và 20. Nghĩa là đồng đô la Mỹ có thể sẽ cố gắng ổn định trong thời gian tới. Về mặt kỹ thuật, vàng tháng 4 đang ở trạng thái quá mua mạnh trên biểu đồ hàng ngày và vị trí để các chỉ số ngẫu nhiên thiết lập sự giao nhau trong xu hướng giảm giá vào cuối ngày hôm thứ 6. Chúng ta sẽ xem chuyện gì xảy ra. Ông Kevin Grady, chủ tịch của Forex Futures and Options cho biết, sau hành động giá tăng vọt trong tuần này, ông muốn chờ xem dữ liệu lạm phát cho ông biết điều gì. Trong tuần tới, đặc biệt là ở các mức giá này, tôi sẽ giữ nguyên quan điểm trung lập. Ông nói, tôi nghĩ đến những cuộc trò chuyện và bài phát biểu của ông Powell trong tuần này. Mọi thứ liên quan đến vàng hiện nay dường như đều bị chi phối bởi lãi suất. Ông Grady đồng ý với lý thuyết rằng đợt phục hồi hiện tại phần lớn được thúc đẩy bởi việc các ngân hàng trung ương mua vàng vật chất. Tôi nghĩ rằng đó là động lực rõ ràng trên thị trường. Rõ ràng, hành động giá thu hút của các nhà giao dịch theo xu hướng. Những người theo xu hướng sẽ bị thu hút bởi điều này. Vì vậy, tôi nghĩ rằng việc mua vào của các ngân hàng trung ương đã diễn ra, nhưng những người theo xu hướng đã làm trầm trọng thêm động thái này. Nhìn về phía trước, ông coi chỉ số CPI và PPI công bố vào tuần tới là những sự kiện rủi ro lớn đối với các nhà giao dịch vàng. Sau đây là các dữ liệu cần theo dõi trong tuần tới. Hôm thứ Ba, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 2 của Mỹ. Phiên ngày hôm thứ Năm, chỉ số giá nhà sản xuất PPI tháng 2 của Mỹ, doanh số bán lẻ tháng 2, tuyên bố thất nghiệp hàng tuần. Cuối cùng là phiên ngày hôm thứ Sáu, báo cáo dữ liệu sản xuất của MPRI, tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan khảo sát. Thưa các bạn, với 43% chuyên gia trên phố Wall và 58% số người được khảo sát trên thị trường cho rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Số liệu khảo sát cho thấy tuần này tỷ lệ nhận định giá vàng tăng của các chuyên gia trên phố Wall đã giảm mạnh so với tuần trước ở mức 79%, trước khi kim loại quý đã kết thúc tuần với mức tăng giá kỷ lục sát ngưỡng 2.200 đô la Mỹ một ounce. Các nhà phân tích lưu ý rằng mức tăng của vàng trong tuần này khẳng định khả năng vàng đã vượt lên trên mức trung bình động 100 ngày, điều mà nó đã không thể làm được ở trong một tháng trước. Trong khi vàng đã cố gắng vượt qua ngưỡng kháng cự mạnh ở mức 2.150 đô la Mỹ, họ đã nói thêm rằng với đà tăng liên tục trong 7 ngày vừa qua, kim loại quý này cần phải được nghỉ ngơi để củng cố vị thế. Theo mình phát nhận thấy, tuần tới rất có nhiều khả năng giá vàng sẽ hạ nhiệt khi hoạt động chốt lời xuất hiện, bởi tỷ giá đồng đô la và lãi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ đảo chiều tăng trở lại vào phiên ngày hôm thứ Sáu sau khi báo cáo việc làm tăng lên cao hơn so với dự kiến. Bên cạnh đó, hai báo cáo lạm phát CPI và PPI chính là hai yếu tố gây cản trở đà tăng của giá vàng,
nếu như lạm phát nóng lên. Đối với thị trường vàng trong nước, nhất là giá vàng nhẫn Boso 9 ảnh hưởng mạnh từ biến động của thị trường vàng thế giới và sức cầu tăng mạnh trong mùa cưới cũng như độ khan hiếm trên thị trường, nên khả năng giảm giá sẽ không nhiều và mức giá cần theo dõi tại ngưỡng từ 69 cho đến 70 triệu đồng một lượng. Riêng giá vàng miếng SJC không loại trừ khả năng sẽ duy trì ở quanh mốc 81 cho đến 82 triệu đồng một lượng. Các bạn nhớ hãy đón theo dõi nhé. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo giá vàng tuần tới từ ngày 11 tháng 3 đến ngày 17 tháng 3 năm 2024 trên kênh của Minh Phát. Đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Nếu như yêu kim loại quý, các bạn đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like, bấm đăng ký kênh và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.